Xin chào các cháu, là bà ngoại ma đây. Lâu quá rồi bà ngoại ma không ra clip. Ngày hôm nay bà ngoại ma quyết định làm vlog thứ hai cho các cháu xem. Các cháu có thấy gì không? Một căn nhà mới bà ngoại ma mới mua đó. Bà ngoại ma không phải là một người khoe khoang, nhưng mà bà ngoại ma rất là thích siêu xe. Tiền bà ngoại ma để trong ngân hàng không có hết, nên phải đem để ở trên bàn như thế kia. Các cháu có thể thấy không? Căn nhà mới này bà ngoại ma vừa mới tậu đó, cũng rẻ à, có vài triệu đô thôi. Từ khi làm clip đầu tiên đó các cháu, bà ngoại ma nổi tiếng giống như là gặp diều đứt dây vậy. Á nhầm, diều gặp gió vậy. Bà ngoại ma được cái hãng phim nước ngoài mời tới đóng phim kinh dị. Trời ơi, bà ngoại ma kiếm tiền quá trời quá đất luôn. À, cho các cháu xem cái thứ này. Ra đây. Đây. Đây là hai con siêu xe ô tô bà ngoại ma sắm để đi chợ đó các cháu à. Lần này về nước, bà ngoại ma quyết định ở đây làm vlog cho các cháu xem hoài luôn. Con mụ bà ngoại ma đó bây giờ nổi tiếng ghê luôn đó. Khó gặp con mụ đó quá. Lần này mày cùng mụ đó ở nhà. Nào anh em chúng ta vào làm nhiệm vụ thôi. Này, bà ngoại ma ơi. Cuộc sống giàu sang cũng không có sung sướng lắm đâu các cháu à. Phải làm việc rất là cực nhọc. Bà ngoại ma, chúng tôi là cảnh sát khu vực đây. Ủa, cậu bà hãy sao cảnh sát lại tới ta? Cái cháu hay cùng bà ra xem thử. Chẳng lẽ fan hâm mộ của mình lại bao gồm luôn những chú cảnh sát này hay sao? Ta ra rồi kì. Này các chú cảnh sát, các chú tới đây xin chữ ký đúng không? Chào bà ngoại ma, một youtuber vô cùng nổi tiếng, kiêm luôn diễn viên nước ngoài. Bà thật là ăn nên làm ra đó nha. Ủa, mà cái cậu tới đây làm gì? Chúng tôi tới đây là về việc cái video đầu tiên của bà up lên mạng xã hội YouTube. Trong video đó, bà ngoại ma đã đốt nhà một búp bê ma chất kỳ. Và rồi búp bê ma đó đã làm đơn kiện bà đã đốt nhà của nó. Với bằng chứng là video vẫn còn trên mạng YouTube kia kìa. Mời bà nhanh chóng lên đồn công an để làm việc. Hả? Đó là video giải trí thôi mà. Để tôi giải thích chứ. Chúng tôi không muốn nghe giải thích ở đây. Mời bà theo tôi lên đồn. Thả tôi ra. Bởi người ta công an đánh dần, công an bắt dần. Cậu cứ gõ là bà ngoại ma, có tên tiếng Anh là Rennie, đã vi phạm pháp luật bằng cách đốt nhà nhà người khác thông qua các bằng chứng từ các video up lên mạng YouTube. Vâng, thưa đội trưởng. Đó, mọi người có thấy không? Cái bọn cảnh sát thành phố. Bà ơi, chúng mày không được dùng camera đâu. Các cháu à, hãy mạnh tay chia sẻ clip này cho bà để tố cáo bọn cảnh sát thành phố này làm ăn như cái cục kích gì đó. Trời ơi, bọn chúng dám bắt bà giờ này, không xin phép bà, tự ý đột nhập vào nhà của bà. Đó đó, cái cháu thấy cái tên này không? Bây giờ hắn ông cúi xuống này, bà không thấy được bản tên cũng như số của hắn. Tôi chỉ làm theo luật đưa bà về đây thôi mà. Tôi có đánh bà, tôi có đột nhập vào nhà của bà đâu chứ. Cậu còn nói như vậy nữa hả? Cậu là một con người thật là quá đáng. Cậu làm việc cho nhà nước, cậu làm việc vì dân mà vậy hả? Bà ngoại ma ơi, bà chỉ bị phạt hành chính mà thôi. Qua đóng tiền phạt rồi sau đó trở về. Chúng tôi không để tôi coi thử cái người phạt tôi như thế nào. Đâu, hãy đọc ra điều lệ đi. Bà trật tự đi, anh bạn, đọc đi. Dạ, bản án phạt hành chính bà ngoại ma. Đối tượng phạt bà ngoại ma có tên tiếng Anh là Rennie. Bà ấy đã thực hiện hành vi đốt nhà của một búp bê ma. Búp bê ma trước kỳ đó đã làm đơn tố cáo lên cảnh sát khu vực. Và rồi đầy đủ bằng chứng, chúng tôi tiến hành thực hiện án phạt. Tuy nhiên do vi phạm lần đầu nên bà ngoại ma chỉ bị phạt hành chính với giá tiền là 500.000 đô. Chỉ có một việc bé con như vậy mà còn lôi tôi vào đồn cảnh sát nữa. Cái người thật là tôi không cần. Để tôi chuyển thẳng tiền vào tài khoản của cảnh sát. Làm ăn thật là mắc cười. Đó, cái cháu thấy đó. Bà ngoại ma là một người rất rộng lượng. Bọn cảnh sát giàu này bọn chúng thiếu thốn. Bọn chúng luôn kiếm cách kiếm tiền từ những người giàu như bà. À quên, bà cũng nghèo lắm. Hả? Sao bà nghe có tiếng la của ai vậy? Hả? Sao cái tên kia nhìn trông hắn quái dị quá vậy? Hắn đang cầm cái gì trên tay hắn vậy? Ôi không, là một người phụ nữ. Trời ơi, bà ngoại ma phải đi theo quay mới được.
Trời ơi là trời, cái chả có thấy gì không? Có một kẻ nhìn trông hắn rất là cổ điển. Hắn đã giết một cô gái và rồi đem về nhà của hắn. Cái bọn cảnh sát những kẻ như vậy không bắt, mà đi bắt một youtuber chân chính như bà. Lần này để bà quay clip sẵn làm vlog cho các cháu xem luôn, đưa cho bọn công an để bắt cái tên này mới được. Chúng ta cùng khám phá căn nhà, không biết hắn là kẻ sát nhân hay là kẻ ăn thịt người nữa. Nào nào nào, tiến gần lại hơn. Trời ơi, trời ơi, trước nhà hắn các cháu có thấy không? Một cái xác kìa, đang chết dưới sàn. Ôi, để bà lồng ra cửa sau, quay tất cả cái cảnh trong căn nhà của hắn cho các cháu xem nha. Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế đây? Trời đất ơi là trời đất ơi, các cháu có thể thấy hay không? Đằng sau bà là một cái dây chuyền trong sản xuất thịt cho các cháu. Nhưng bà hắn không phải là sản xuất thịt, mà hắn đang cố gắng cắt từng người. Thịt, da của những người đó bị lóc từng miếng, chỉ để lại bộ xương mà thôi. Bộ xương dính thịt đỡ máu được dây chuyền chạy xuống một cái máy cưa cuối cùng. Để bà vào trong lén quay cho các cháu thấy rõ hơn nha. Ôi mẹ ơi, nhìn kìa, một người đàn ông tội nghiệp đang la hét. Ôi trời ơi, cuối bằng chuyện là sản phẩm của hắn. Dường như hắn muốn lóc những cái bộ xương mà còn dính thịt đầy máu này. Không biết hắn muốn làm cái gì nữa. Kiểu này, bà nhanh chóng quay cái bằng chứng này lại, báo cho bọn công an xuống đây mới được. Trời ơi là trời, đừng có sợ, còn nhiều lắm, chúng ta phải khám phá hết. Hả? Dường như hắn xuống thì phải. Nhanh, bà phải nấp chỗ này, nấp chỗ này. Hắn đi rồi các cháu à. Để bà coi, hắn đi xa chưa? Ôi trời ơi, hắn đi xa rồi. May quá, bây giờ chúng ta sẽ khám phá đằng trước nhà của hắn nha. Ôi trời ơi, cô gái mới bị bắt này. Cô có sao không cô gái? Xách máu của tôi rồi. Bà già kia, bà hãy chạy mau đi. Hãy đi báo cảnh sát, chúng tôi đau quá. Tại sao hắn lại hành hạ mấy người như vậy? Trời ơi, hãy trả lời cho tôi đi. Hắn là một con ma cơ rồng. Chúng tôi bị hắn bắt về đây. Không, nhiều người bị hắn hạ đâu. Bà hãy nhanh chóng kêu cảnh sát giải cứu. Nhanh, cứu chúng tôi đi. Mọi người cứ bình tĩnh. Lũ cảnh sát vô tâm lắm. Tôi phải quay đầy đủ bằng chứng thì mới tốt giác được hắn được. Bình tĩnh nào. Còn một cái gác trên lầu nữa hay sao? Mình phải lên đó quay hết tất cả bằng chứng. Sao trên đây toàn là vườn hoa không vậy? Trời ơi, đây là phòng ngủ của hắn mà. Không ngờ trên đây hắn lại trồng nhiều hoa. Cái thứ hoa nồng nặc mùi nhìn khó chịu thế này. Hoa gì thế này? Sao mình càng ngửi mình càng thấy nhức đầu. Trời ơi, còn có tiếng người nữa hay sao? Ở trên lầu còn gác nữa. Trời ơi, sao trên lầu này hắn lại để những bộ xương thối như thế này? Hèn chi cái mùi thiệt kinh khủng. Ở tầng dưới hắn dùng hoa để át lẫn cái mùi này. Trời ơi, còn có người sống hay sao? Là một cảnh sát. Có người làm ơn cứu tôi. Tôi bị tên ma cà rồng đó tấn công khi đang điều tra tại khu vực này. Làm ơn số hiệu của tôi là sao? Hãy báo cho cục cảnh sát. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Được rồi anh cảnh sát, tôi sẽ báo cáo về tổ chức của anh. Không kịp rồi. Ông ma cà rồng này, mày sẽ bị trả giá. Ta sẽ nghi ngủ ngươi. Ngươi dám đốt ta, ngươi sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Ngươi sẽ chết trăm ngàn lần. Ta nghi ngủ ngươi đó. Ngươi giết ta đi. Ngươi đi đâu đó? Không, ngươi đừng lên lầu. Ngươi hãy giết ta nè, đừng lên lầu.
hiện rồi. Tên ma cà rồng, ta có camera quay lại mọi bằng chứng đây. Khi hắn đứng sau lưng ta, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Hắn đã lên cơn động dục và rồi hắn đã làm hại cuộc đời ta. Ngươi làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? À, thả ta ra. Sau khi hắn hạ ta, hắn đã ngất đi. Ta nhanh chóng bỏ chạy. Ta chạy thật nhanh. Ta chạy đến đồn cảnh sát để báo cáo tất cả mọi chuyện. Nào nào ba ngồi ma, cười lên nào, cười lên nào. Chúc mừng ba ngồi ma đã giúp cho cảnh sát phá được một vụ án ma cà rồng cực kỳ quan trọng. Chúc mừng ba.